Xin chào mọi người. Tiên võ Đế Tôn Diệp Thành 1029. Ấn kiếp rồi trưởng thành cũng xem như chuyện bình thường. So với những người ấn kiếp thành linh thú, ấn kiếp thành tiên cỏ còn tốt hơn rất nhiều. Người kia nhìn thật quen thuộc đó. Nhìn vào Nghiệp Hải, Đế Cơ lại nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hào bên này, đôi mắt đẹp có một tia mê man. Vừa nghe vậy, Bắc Lâm cũng ngước mắt trông lại, lông mày còn không khỏi hơi nhíu lại một chút. Lấy nhãn giới của hắn, đúng là không nhìn thấu được người mang áo choàng kia, chỉ biết người đó rất cường đại mà lại cảm thấy quen thuộc. Diệp Hào xoay người để lại cho hai người nửa bóng lưng, còn đem áo choàng tiếp tục kéo thấp xuống, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của mình. Phải tránh nghi ngờ, gặp được người ứng kiếp phải tránh nghi ngờ. Anh cũng muốn bởi vì anh mà nhiễu loạn quỷ tích ứng kiếp, ở đây có quá nhiều biến số. Ba người trầm mặc, nhưng Tinh Không Nguyệt Thải lại vô cùng hỗn loạn, âm thanh kêu gào, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, chấn động đến tinh không cũng run rẩy. Trừ cái đó ra, còn có âm vụ dày đặc mà nồng hậu hướng về tinh không tràn ra, âm trầm mà băng lãnh, cho dù là Diệp Đại Hậu cũng phải một lần nữa lui lại. Còn Bắc Lâm cùng Đế Cơ lui càng xa hơn, ân kiếp chẳng qua mới 70 năm, tu vi của bọn họ cũng chỉ là hoàn cảnh. Diệp Đại Hậu đều bị chấn nhích rút lui, càng không nói đến là bọn họ cũng không thể áp lại quá gần. Chẳng biết đến lúc nào, Nguyệt Hải mới chìm vào yên tĩnh, nhưng không thấy tà ma đi ra, chỉ nghe tiếng gào thét cùng tiếng ầm ầm rải rác truyền ra. Diệp Đào cũng nhíu chặt lông mày, có một loại linh cảm rất không lành. Anh đã từng tiến vào Nghiệp Hải, anh quả biết sự đáng sợ bên trong đó. Ở trong đó càng lâu liền sẽ càng nguy hiểm, cho dù là tà ma cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Về điểm này anh chưa từng nghi ngờ. Cách đó không xa, Bắc Lâm cùng Đế Cơ sắc mặt tái nhợt, lần lượt quay người. Người Thái này quả mức quỷ dị, không thể ở lại lâu chỗ này. Hai người rời đi, cùng nhau đặt không trung mà đi. Cho đến khi đi rất xa, còn không quên quay đầu nhìn xem Diệp Đại Hậu, rồi nhìn xem Người Thái kia, dần dần từng bước đi xa. Sau đó hai người đều biến mất tại tinh không. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Đại Hậu mới trở về chỗ cũ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, kỳ vọng hai tiền bối chuẩn đế này đều có thể ân kiếp qua hải. Từ chuyện này thu lại suy nghĩ, anh lại nhìn tới Nghiệp Hải vô cùng yên tĩnh. Sau một khắc đồng hồ, Nghiệp Hải lại vang lên tiếng ầm ầm. Lần này động tĩnh càng là lớn hơn, các loại hình tượng đáng sợ đang dịch ra dị tượng đậm máu, đó là núi thây biển máu, để người nhìn thấy mà tê cả da đầu. Tiền bối xin chớ cưỡng cầu, Diệp Đào lấy thần thức kêu gọi nói ra. Thế nhưng đáp lại anh chính là âm thanh kêu gào bên trong Nghiệp Hải. Anh thậm chí không thể xác định tà ma có nghe được hay không. Anh cũng biết là tà ma đến cùng đã đi bao xa, bởi vì cái Nguyệt Hải này quá lớn. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Hải hỗn loạn lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ có điều yên tĩnh tiếp tục không bao lâu liền lại sao động. Gần một ngày sau đó, Nguyệt Hải đều là như vậy, âm vụ cuồn cuộn, lệ quỷ kêu rên, cứ cách một khoảng thời gian sẽ rơi vào yên tĩnh. Nhưng sau khi yên tĩnh lại là hỗn loạn, cứ thế mà lặp đi lặp lại. Bởi vì cái dị trạng này mà rước lấy không ít tu sĩ, dưới đến hoàn cảnh lên tới đại thánh đều khó, đều chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, cuối cùng nên đều bị dọa mà chạy, vì đều biết nghiệt duyên tốt nhất chớ trọc tới. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, trong lặng yên lại là 3 ngày trôi qua. Diệp Đại Hào vẫn còn ở đó, linh cảm không nặng, càng thêm nồng đậm. Có mấy lần kém chút anh đều đã đi vào, nhưng đầu óc anh cũng bị đứt vào. Lấy đạo hạnh của anh, nếu đi vào sẽ chỉ là vướng chân vướng tay. Ngày thứ năm lại có người giáng lâm, chính là một lão giả lưng còng chống lăng đầu trượt, đi đường đều run rẩy, mái đầu bạc trắng rối tung, che khuất khuôn mặt già nua. Nhưng đôi mắt già nua kia không hề vẫn đục, ngược lại còn có chút đỏ ngầu, để người nhìn mà thấy trong lòng run sợ. Chuẩn đế, Diệp Đào thì thào, khéo léo không thể nhận ra, nhìn lướt qua. Nhìn đã được tu vi của lão giả lưng còng, anh cũng ngửi ra lệ khí của lão giả, nồng nặc huyết tinh,
hắn là đã giết không ít người. Tiềm thức nói cho Diệp Đào biết, lão giả lưng còng này không phải là loại người lương thiện, để anh rất có một loại cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng nghĩ đến tà ma, ý niệm này vẫn là bỏ đi. Anh nếu như rời đi, tà ma lỡ như bị tổn thương nặng mà đi ra, nhất định sẽ bị lão giả này để bắt tới. Cho nên nói, anh một tiểu thánh vương này vẫn có chút giá trị tồn tại. Lão giả lưng còng tuy là chuẩn đế, nhưng khí tức bất ổn, chính là chuẩn đế cưỡng ép thăng cấp không lâu, lấy chính lực bây giờ của anh cộng thêm rất nhiều bí pháp, vẫn có thể cùng lão giả qua lại hai chiêu. Đương nhiên, anh là có át chủ bài. Đánh cũng lại thì anh còn có nhóm Diêm La. Một thằng chuẩn đế nhất trọng thiên chỉ cần một tôn Diêm La là đủ. Lão giả lưng còng liếc nhìn qua Nguyệt Thải, liền quét mắt về phía Diệp Hào bên này. Đôi mắt đỏ tươi, già nua, không khỏi hơi híp lại một chút. Hắn có thể xem thấu tu vi Diệp Hào, nhưng không thể phá đi huyết mạch bản nguyên quan. Có chút thú vị. Khóe miệng lão giả lưng còng hơi vểnh lên, cười giễu cợt, mặt mo tràn đầy nếp nhăn kia đều là thần sắc âm trầm. Lại là chờ đợi dài dằng dặc. Diệp Hào đứng lặng bất động, một bên nhìn chằm chằm Nguyệt Thải, là một bên đề phòng lão giả để tránh bị đánh lén. Cũng giống như anh, lão giả lưng còng kia cũng bất động, khi thì cũng sẽ liếc liếc mắt nhìn Diệp Hào. Trong mắt lão còn lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Chẳng biết tại sao bầu không khí giữa hai người cực kỳ kiềm chế, tựa như nếu có một tia lửa nhỏ lóe lên liền sẽ khơi mào một trận đại chiến. Tiền bối đừng làm loạn nữa, đi ra đi. Diệp Đào lại triệu hồi, chưa hề ngừng nghỉ, nhưng từ đầu đến cuối cũng hề thấy thân ảnh tà ma. Nguyệt Hải sao động, mỗi một lần lâm vào yên tĩnh, cả tim anh đều sẽ treo lên. Anh cứ có cảm giác tà ma đã bị diệt. Anh thật sự là sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Nguyệt Hải trong lúc hỗn loạn lại yên tĩnh trở lại, ròng rã 3 canh giờ để không gặp chút động tĩnh gì. Diệp Đào không giữ được bình tĩnh, có động tĩnh thì còn tốt, chứng minh tà ma còn sống. Cái vụ không có động tĩnh này mới là đáng bận tâm nhất. Có trời mới biết tà ma có phải là đã bị thôn tính tiêu diệt rồi hay không. Cũng phải là không có khả năng này. Một phương khác là giá lưng còng vẫn còn ở đó, không có dự định rời đi. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Hào. Diệp Hào cũng thời thời khắc khắc đang ngó chừng hắn. Không hiểu sao lão gia hỏa trình mò nơi này, rốt cục là muốn làm cái gì, là muốn đánh cướp ta sao? Có điều chờ cũng quá lâu rồi đó. Lão giả không đi, Diệp Đào cũng sẽ không đi. Trong lúc trầm mặc lại là một tiếng ầm ầm vang lên. Nguyệt Thải không biết là sao động lần thứ mấy, mà lại động tĩnh lần này so với bất kỳ lần nào lúc trước đều đáng sợ hơn. Âm vụ mãnh liệt cuồn cuộn ngập trời. Tiếp theo liền thấy một đạo tiên quang tử sắc từ bên trong âm vụ bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cẩn thận nhìn xem, chính là tà ma. Cũng không biết là thụ thương quá nặng hay là sao, mà lúc tà ma rơi xuống một bước không đứng vững, suýt nữa đã ngã quỵ. Thân hình lão đảo, thân thể mềm mại nhuộm đầy máu tươi, gương mặt cũng trắng bệch không còn huyết sắc. Tiền bối, Diệp Đào vọt qua lao đến, lấy lực lượng nhu hòa nâng tà ma lên. Đường đường là si mị tà thần, chính lại thảm thiết như vậy, có thể thấy được tồn tại bên trong Nguyệt Thải kia là khủng bố đến mức nào. Đi. Tà ma khí tức yếu ớt nói, đứng cũng không đứng vững, ánh mắt cũng vô cùng ảm đạm. Lúc nói chuyện, khóe miệng còn không ngừng chảy máu ra. Thương tức của nàng quá nặng đã tác động đến đạo căn. Không cần nàng nói, Diệp Đào cũng xuất ra vực môn, mang theo tà ma thuấn thân trốn vào. Nơi này không chỉ có hai người bọn họ, còn có một tôn chuẩn đế đang nhìn bọn họ chằm chằm. Bây giờ tà ma trọng thương, phải chạy thật nhanh. Đi đâu? Lão giả lưng còng cười u tàn, một chưởng lăng không đè xuống. Tiếng ầm ầm nhất thời vang lên, không chờ vực môn kịp khép lại, liền bị lão giả lưng còng ép tới sụp đổ. Diệp Đào mới đi vào liền văng ra tới. Anh thì còn tốt, ngược lại là tà ma lần nữa phun máu. Muốn chết. Tà ma hừ lạnh, trong đôi mắt đẹp đã có vô hạn sát cơ. Nhưng cũng không có cách nào, nàng đã bị trọng thương, vừa đi một bước liền lão đảo ngã xuống. Nếu là không bị trọng thương thì một chưởng liền có thể đánh cho lão giả lưng còng tàn phế. Nhưng hôm nay nàng đã là gần chết rồi.
Thật đúng là đường đường si bị tà thần. Trạng thái giờ phút này rất tốt chứng minh cho một chân lý: hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không được thì cũng đừng cứng rắn cậy mạnh chứ. Dễ Đào nhẹ phất ống tay áo, đến tà ma đã trọng thương thu thập và trong hỗn độn đại đỉnh tạm tránh đi. Si mị tà thần, nếu có như vậy mà bị diệt thì đó mới thực sự là nói nhảm. Giao nàng ra, ta đồng ý cho ngươi 1 triệu chết yên ổn. Lại giả lưng còng âm hiểm cười, một câu cố quạch mà băng lãnh, giống như lời tuyên án của trời xanh. Bể nghệ nhìn Diệp Đào, hắn là chuẩn đế, Diệp Đào là thánh vương, kém một cái đại cảnh giới chính là khác biệt giữa trời cùng đất. Ngươi có biết nàng là ai hay không? Diệp Đế Hào vô cùng hứng thú nói ra. Là ai cũng vô dụng, chuẩn đế gần chết chính là một con giun dế. Lại giải lưng còng cười âm hiểm một tiếng, cười giễu cợt mà ngang ngược. Chống long đầu trượng chậm rãi đi tới, uy áp cấp chuẩn đế, lấy hắn làm trung tâm, tràn về phía tứ phương, nghiền ép tinh không trung chuyển, gương mặt già nua âm trầm đáng sợ kia như một ác quỷ. Dưới áp chế của cấp chuẩn đế, áp lực của Diệp Đế Hào bỗng nhiên dâng cao. Chỉ có điều uy áp tuy mạnh là còn chưa tới tình trạng không thể động đậy. Lại giải lưng còng bây giờ cùng đan hoàng chữ thành lúc trước còn kém quá xa. Một người là bát trọng thiên, một người là nhất trọng thiên, cách biệt 7 triệu cảnh giới cũng như trời cùng đất. Máu của người hẳn là rất mỹ diệu. Lại giải lưng còng đột nhiên đưa tay chụp về phía Diệp Đế Hào, muốn đem Diệp Đế Hào một chưởng trấn áp. Muốn uống máu của ta nhất định phải trả giá. Diệp Đào hừ lạnh, không chút sợ hãi nào, một bước đạp nát tinh không, kim quyền siết chặt, dung hợp ngàn vạn bí pháp, gia trì hỗn độn đạo tắc. Anh cũng muốn nhìn một chút, anh cùng chuẩn đế chênh lệch lớn bao nhiêu. Chuẩn đế một chưởng, thánh vương một quyền, cách không đối kháng. Tiếng ầm ầm nhất thời vang lên, có ánh sáng tràn đầy trong mắt, vùng tinh không kia trong giây lát nổ tung. Diệp Đào phun máu, xương bàn tay đã nổ dịch thành xương máu, đạp đạp chân lưu lại đủ trăng trường, đợi khi ổn định lại thân hình, phút một tiếng lại học máu. Chuẩn đế một chưởng vẫn rất đáng sợ, đánh cho thánh thể quan đều vỡ ra, kim huyết lấp lóe từ vết đứt dâng lên. Là nhìn lá giả lưng còng như một đại sơn cự nhạc sừng sững không hề động đậy. Thế nhưng hắn cho dù chiếm tuyệt đối thượng phong lại là cau mày. Hắn là cấp chuẩn đế à? Một chưởng của hắn đủ thể nghiền chết một tôn đại thánh, lần này lại chưa thể tru diệt một cái thánh vương. Ta xem thường ngươi rồi. Lại giả lưng còng cười lạnh, đôi mắt già nua có hàn mang bắn ra bốn phía, âm trầm mà băng lãnh. Chưởng thứ hai lại ép về hướng Diệp Đào. Một chưởng này còn chưa rơi xuống, không gian liền từng thốn sụp đổ. Chớ đánh nữa, ta phục ngươi rồi. Diệp Đào khoát tay, nghĩ cũng thèm nghĩ, quay người liền mở đột bỏ chạy. Anh vẫn là xem thường chuẩn đế này. Tuy hắn là chuẩn đế nhất trọng, cũng phải là anh mà có khả năng chống lại. Một chưởng lúc trước của lão giả này tuyệt nhiên không gia trì bí pháp để có thể đem thánh thể quan đánh cho đứt toát. Nếu như lão giả thi triển thành thông, anh tuyệt nhiên ngăn không được. Đi đâu? Thế Diệp Đào muốn trốn, lão giả lưng còng hừ lại một tiếng, một bước vượt qua, một chỉ thần mang công kích trực tiếp nguyên thần của Diệp Đế Hào. Đã nói là không đánh nữa đâu mà. Diệp Đào mắng to, hung hiểm né qua được đòn tuyệt sát. Sau đó đột nhiên quay người, đưa tay thi triển pháp trận, đế đạo phục hy 9981 trận để được chuyển ra. Anh, cái thao tác này đánh cho lão giả lưng còng trở tay không kịp. Một chút không để ý, một đầu tiến nhập vào trong phục hy trận, rất là chật vật. Pháp trận mà cũng muốn vây khốn được ta sao? Lại giải lưng còng hét to để không thèm đi tìm tráo môn của trận pháp, mà trực tiếp một chưởng cường ép banh mở. Pháp trận bị phá, Diệp Đào không ngạc nhiên một chút nào. Đế đạo phục hy trận cho dù bá đạo nhưng cũng phải nhìn cấp bậc đối phương. Nếu là một tôn đại thánh chỉ định là có tác dụng, nhưng lại giải lưng còng là chính là chuẩn đế, chiến lực tuyệt đối áp chế. Pháp trận cho dù huyền ảo cũng vô dụng. Cũng phải là phát trận không tốt, mà là lão giả lưng còng quá cường đại. Có điều bởi vì đế đạo phục huy trận vẫn thực sự cho Diệp Đế Hào tranh thủ thời gian. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng anh đã thoát ra ngoài mấy vạn trượng. Người trốn được sao? Lão giả lưng còng hừ lạnh, diện mục dữ tợn, chuẩn đế uy cuồn cuộn, chân đạp huyết thải lao đến,
thôn thiên, nạp địa, sát khí lạnh như băng, làm tinh không đều kết thành băng. Diệp Hào không hề đáp lời, chân đạp thái hư, gia trì tốc địa thành thốn, một đường như về sáng sấm sét, chạy không phải là mượt một cách bình thường. Ráng chống đỡ chờ bản thần một chút thời gian. Bên trong hỗn độn thần đỉnh, tà ma truyền ra lời nói, nàng đã khoanh chân, đang thôi động bản nguyên, khôi phục vết thương, cố gắng tru diệt nghiệp duyên còn sót lại trong cơ thể. Diệp Hào dành chút thời gian nhìn lướt qua, thấy trạng thái của tà ma, không khỏi ho khan một tiếng. Thương tích của nàng quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, có thể đem nghiệp duyên tru diệt là cũng đã không tệ, còn muốn tiếp tục đại chiến nữa sao? Đúng lúc này, lại đến cổng lại giết tới, vẫn là một chỉ thần mang khóa chặt nguyên thần Diệp Hào, muốn trảm diệt chân thân Diệp Hào. Một chỉ của cấp chuẩn đế có thể nháy mắt đều có thể miễu sát cấp đại thánh. Diệp Hào chỉ cảm thấy nguyên thần nhói nhói, còn chưa bị đánh trúng mà chân thân đã phản phất như vỡ ra, thần hải phù phù rung động, khóe miệng có máu tươi tuôn ra. Trong chớp mắt, Diệp Hào đã thôi động hóa vũ trụ thành cát bụi, trốn vào bụi không gian, muốn dùng phương pháp này hòng tránh thoát một chỉ tuyệt sát kia.